Rất vui được gặp lại bạn trên kênh Kbiz 24 giờ. Và hôm nay các sao Hàn có thông tin gì đang hot? Ngay bây giờ hãy cùng với mình cập nhật nhé. Mới đây, bộ ảnh thời trang của Song Joong Ki đã chính thức được ra lò. Vừa trải qua thời gian lùm xùm, nhưng dường như nam tài tử không hề mệt mỏi mà ngược lại còn xuất hiện cực kỳ điển trai và nam tính. Trong bộ ảnh lần này, Song Joong Ki thử sức mình với hình ảnh chín chắn hơn. Có lẽ đã trải qua rất nhiều biến cố nên chàng diễn viên đại diện cho cảm giác tươi mới, ngọt ngào đã mang lại những nét từng trải, trưởng thành. Đây cũng là bộ ảnh đầu tiên mà Song Joong Ki thực hiện kể từ ngày ly hôn với Song Hye Kyo. Vào ngày 19 tháng 6 vừa qua, tờ kinh doanh Mail đã phát hành bài báo liên quan đến Song Joong Ki về sự cân bằng giữa sự nghiệp và cuộc sống riêng tư của mình. Được biết đây là lần đầu tiên nam diễn viên 34 tuổi tham dự một buổi phỏng vấn sau vụ ly hôn với Song Hye Kyo gây chấn động toàn châu Á vào cuối tháng 6 năm ngoái. Thông qua buổi chụp hình nghệ thuật với Hi Hi, tạp chí trực tuyến của công ty History DNC, Song Joong Ki đưa ra cái nhìn sâu sắc về những gì anh ấy đã làm trong một năm qua. Buổi chụp hình làm toát lên ánh hào quang quyến rũ mà Song Joong Ki có được khi mang đến một phong cách hoàn toàn mới, chưa từng thực hiện trong khoảng thời gian hoạt động trước đây. Ngoài ra, cuộc phỏng vấn độc quyền cũng đã mở ra câu chuyện mới khi ngôi sao Hậu Duệ Mặt Trời thành thật trải lòng về cuộc sống của mình. Khi được hỏi về những gì anh ấy đã làm từ đó đến nay, Song Joong Ki trả lời: "Lần đầu tiên xuất hiện sau một thời gian dài, tôi chỉ đang sống một cuộc sống vô cùng bình thường." Anh nói thêm: "Tôi đã đọc sách, xem phim, nấu các món ăn và làm những thứ tương tự như thế." Bên cạnh đó thì Song Joong Ki cũng cởi mở về việc cân bằng sự nghiệp diễn viên và cuộc sống riêng tư ngoài ánh đèn sân khấu. Nam ngôi sao bày tỏ: "Tôi làm việc hết sức chăm chỉ để đạt được sự cân bằng giữa hai điều đó." Anh ấy chia sẻ thêm về sự chân thành của mình đối với con đường diễn xuất: "Tôi muốn thành một diễn viên luôn thể hiện bản thân một cách trung thực." Trước đó khi xem teaser cho shoot hình trên, cư dân mạng Hàn Quốc dành cho Song Joong Ki không ít lời chê bai, thậm chí họ còn nghi ngờ anh đã tiêm filler sau khi mặt bị hóp. Số khác cho rằng Song Joong Ki chẳng còn điển trai như trước, trông anh giờ giống như một ông chú. Nhiều người có ác cảm với chồng cũ của Song Hye Kyo vì chuyện ly dị. Fan của Hậu Duệ Mặt Trời cũng không khỏi thất vọng vì nam thần khiến cả châu Á điên đảo năm xưa xuống sắc hậu ly hôn. Nhưng cũng có ý kiến trái chiều đứng về phía Song Joong Ki, phản đối lại ý kiến gay gắt của K-net khó tính vì nam diễn viên vẫn còn nét duyên, đường nét không khác gì xưa, chỉ là giờ đây có vẻ lên cân hơn mà thôi. Thời gian vừa qua thì Song Joong Ki liên tục phải đối mặt với những rắc rối từ chuyện tình cảm đến công việc. Do dịch bệnh và lịch trình công việc của anh bị xáo trộn, phải từ bỏ mất một bộ phim. Đặc biệt là khi tin đồn hẹn hò với nữ luật sư nổ ra, rất nhiều ý kiến tranh cãi hướng về phía nam tài tử. Mặc dù vậy, phía Song Joong Ki đã có động thái dứt khoát phủ nhận mọi tin đồn bất lợi. Có vẻ như tinh thần của anh cũng không bị ảnh hưởng gì nhiều. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Đừng quên subscribe kênh của chúng mình để luôn luôn được cập nhật những thông tin nóng hổi của các idol Hàn đến từ Kbiz 24 giờ các bạn nhé.